Trong những ngày đặc biệt này, không chỉ các nữ cầu thủ mà chính chúng ta cũng có thể tận hưởng niềm tự hào theo cách của riêng mình. Với những phóng viên chúng tôi chẳng hạn, đọc là cách của chúng tôi. Tuần vừa qua, các bài báo về đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất hiện trên rất nhiều những tờ báo tên tuổi của thế giới như là tờ Guardian của Anh, AS của Tây Ban Nha, tạp chí Time của Mỹ hay là tạp chí bóng đá Goal nổi tiếng. Theo thông tin chúng tôi có được từ chính đội tuyển quốc gia Việt Nam thì cả Fox Sports cũng đang liên hệ để hẹn lịch phỏng vấn các thành viên nữ của đội trong những ngày tới đây. Thế nhưng trong tất thảy, có một bài báo mà chúng tôi chờ đợi hơn cả. Jerry Longman là một cây viết gạo cội với 30 năm kinh nghiệm phụ trách mục thể thao của tờ New York Times. Ông đồng thời cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bestseller tại Mỹ. Những bài viết của ông là thành quả của những chuyến đi, trải nghiệm, cảm nhận những mảnh đất mới. Và cách đây 2 tháng thì chúng tôi đã có dịp trò chuyện với ông tại sân tập của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Việt Nam và Mỹ vào chung bảng ở World Cup. Tại Mỹ, người hâm mộ rất tò mò về đội bóng của các bạn. Tôi có mặt ở đây để tìm hiểu về đội bóng này. Những người đã từng đọc những bài viết của Jerry Longman trên mục thể thao của tờ New York Times thì có lẽ đều hiểu rằng sự tò mò của ông sẽ không chỉ dừng lại ở những thành tích trên sân cỏ đâu. Và tuần vừa qua, khi bài viết của ông được đăng trên tờ New York Times, đã không ai phải thất vọng cả. Nhiều người thậm chí đã phải nhận xét rằng ông Longman ở Việt Nam chỉ khoảng 2 tuần thôi mà đã am hiểu bóng đá nữ Việt Nam hơn rất nhiều người Việt Nam rồi. Hai thế giới cách biệt, World Cup mở rộng mang đến những trận đấu của cả đời người. Đó là nhan đề của bài viết trên tờ New York Times tuần vừa qua. Jerry Longman đã chọn Việt Nam làm tiêu biểu cho 8 đội tuyển lần đầu tiên tham dự World Cup. Ở đó, ông vừa nhìn vào những cơ hội phát triển mà World Cup có thể mang lại, nhưng cũng nhìn thấy sự chênh lệch rất lớn giữa những nền bóng đá này với những siêu cường bóng đá nữ, trong đó có nước Mỹ quê hương của ông, nơi cầu thủ nam và nữ bình đẳng về thu nhập. Chỉ trong khoảng 2 tuần, ông đã phỏng vấn rất nhiều người để thu thập chất liệu cho bài viết của mình. Ông đã cử cộng sự đến Trà Vinh để thăm nhà của Huỳnh Như, đã phỏng vấn huấn luyện viên thủ môn Kim Hồng để có sự so sánh về bóng đá nữ của chị với bây giờ, đã hỏi rất nhiều phóng viên, nhà báo, những người làm bóng đá nữ Việt Nam để biết chi tiết về thu nhập của các nữ cầu thủ, từ lương tháng bình quân cho đến những khoản tiền thưởng sau khi giành huy chương vàng ở SEA Games. Ông cũng biết về những khó khăn đã khiến đội bóng đá nữ Sơn La không thể tiếp tục hoạt động vì chỉ còn vỏn vẹn có 4 cầu thủ, các em khác đã về nhà lập gia đình hoặc là đi làm công nhân hết. Dù cả một bài báo gần 2.000 từ, hầu như không có bất kỳ một mỹ từ ca ngợi nào, nhưng góc nhìn đầy thực tế của nó cũng đã thể hiện sự thán phục của người viết với các nữ cầu thủ và những người làm bóng đá nữ Việt Nam. Bài báo suy cho cùng giống như sự diễn giải của Jerry Longman về một điều mà ông đã từng chia sẻ với các phóng viên chúng tôi, đó là ông vẫn không tài nào hiểu nổi bằng cách nào mà bóng đá nữ Việt Nam có thể vượt qua ngần ấy những khó khăn để sánh vai cùng với những cường quốc bóng đá nữ tại World Cup cơ chứ. Có lẽ chưa từng có một nhà báo quốc tế nào có thể viết về bóng đá nữ Việt Nam một cách chi tiết và đầy đủ như là ông Jerry Longman. Và khi đọc bài báo thì chúng tôi mới nhận ra một điều. World Cup đã mang đến cho bóng đá nữ Việt Nam một cơ hội quý giá để kể câu chuyện của mình. Một câu chuyện đầy tự hào được các thế hệ những người làm bóng đá nữ cùng nhau viết nên do chính họ kể lại. Và nếu coi kỳ World Cup này là một trang mới của cuốn truyện đó, hãy viết lên đó những điều mới mẻ và lạc quan. Các cầu thủ nữ thân mến, đừng bỏ qua cơ hội tận hưởng những trải nghiệm dù là nhỏ nhất, bởi tất cả sẽ trở thành một phần quan trọng của lịch sử. Hãy tận hưởng những việc đơn giản nhất, từ nhận dụng cụ tập luyện, áo thi đấu chính thức của FIFA hay những ngày chụp hình lookbook cho trang chủ của tổ chức này. Hãy tận hưởng những buổi tập có khán giả đến xem và xin chữ ký. Hãy tận hưởng những buổi họp đội, từng bữa ăn, từng giờ phút cùng nhau sinh hoạt. Hãy tận hưởng cái lạnh ở New Zealand và khám phá nền văn minh cách chúng ta 10.000 cây số. Hãy tận hưởng cả những niềm tự hào mà có thể bây giờ các bạn còn chưa nghĩ đến nữa. Khi quốc ca vang lên, cùng lúc với hàng triệu người Việt ở quê hương, có những kiều bào tại New Zealand đến sân sẽ lần đầu tiên cảm nhận niềm tự hào khi được hát vang bài quốc ca. Những ngày qua, các kiều bào cũng đã không quản ngại xa xôi đến sân xem đội tuyển tập và động viên các nữ cầu thủ.
tinh thần tự tin thoải mái nhất. Mình không cần biết là tỷ số là bao nhiêu hay là kết quả như thế nào đi chăng nữa, các bạn đã rất là tốt và các bạn rất là đồng cảm. Những người hâm mộ ở New Zealand này cũng như là những người ở hâm mộ Việt Nam cũng như là sang đây và cũng đã có dành riêng cho em những lời động viên và cổ vũ cho em rất là nhiều ở cái giải đấu lần này, và em sẽ lấy đó làm động lực để mà thi đấu hết sức mình. Và quan trọng hơn cả, hãy để những cô bé mê bóng đá ở bên trong mỗi cầu thủ được tận hưởng niềm đam mê ở sân khấu lớn nhất, tận hưởng việc so tài với những đối thủ giỏi nhất, được chiến đấu để bảo vệ mảnh lưới, nhưng cũng đừng để bất kỳ bàn thua nào lấy mất nụ cười của các bạn. Hãy tận hưởng World Cup, vì đến đây các bạn đã là những người chiến thắng và chắc chắn ngày trở về cũng vậy.